Puttaya Namo Dhammaya Namo Sanghaya. Dạ kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể đạo tràng. Dạ sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới ở Vatthana, xin được nhường lại cho giám sư Nhật Huỳnh. Kính mời sư Nhật Huỳnh. Dạ sa thú kính cảm ơn Vinh Quát Thanh Á. Dạ cảm ơn phép cảm đồng cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Trịnh Đạt, Đại Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đầu tràng. Dạ cảm ơn Quang Thanh, mến chào Quang Thanh. Nhật Huỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ con kính tri ân sư. Nhật Huỳnh kính chào Vinh Quát Tha Ná, kính chào Maha Rá Chá, kính chào Chanh Rá Chá, mến chào Thi An Lạc, kính chào Buông Bỏ, kính chào Xin Ngồi Nghe, kính chào Cây Lá Dứa, mến chào Sức Rạng Đông, kính chào Gia Nhân Răng Rụng, kính chào Hiển Mẫn, mến chào Châu Phan, kính chào IQ Em Đó, kính chào anh chị Phan Quang Liêm, mến chào Quang Thanh, mến chào Cẩm Vân, kính chào Ngọc Đăng. Một lần nữa con Ngọc Đăng hay Ngọc Đăng, dạ con một lần nữa con thành kính lãnh lễ Chư Tôn Đức Nhật Huỳnh kính chào đạo tràng. Sa thú đành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ đai mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Huỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Huynh Quát Tha Ná đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Nhật Huỳnh cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn sư Trọng Đông đã mở room và cho đạo tràng thính pháp của sư Tại Thanh. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ bây giờ thì dạ kính chào Hoa Sen và vào đạo tràng. Nhật Huỳnh kính mời quý cùng với Nhật Huỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tịnh Đạt hướng dẫn và điều hợp chương trình ôn bài tập ngày hôm nay câu pháp cú kinh số 93 đến 95 của phẩm A-la-hán. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con sai rồi, 93 đến 95 của phẩm A-la-hán. Dạ kính mời quý vị cùng với Nhật Huỳnh đang thăm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bụt Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bụt Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bụt Tha Sa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Việc làm mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm này trinh dự pháp từ. Đó là nhôm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giao pháp, 45 hạ dạp vẹn toàn. Một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn thử bi. Chúng sanh ngồi khắp chúng nghe tôi mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để hướng dẫn cũng như điều hợp chương trình học ngày ôn tập ngày hôm nay. Dạ
Nhật Bình kính chúc đầu tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính nhân Minh Đính Sư ạ. À. Dạ Nam Mô Bụt Thầy ạ. Dạ, con kính lễ chư tăng tịnh tọa minh hạnh đại đức tuệ đức cùng chư quý vị tham gia diễn đàn pháp cú kinh ngày hôm nay ngày chủ nhật ngày 9 tháng 1 năm 2022. Diễn đàn pháp cú kinh chúng ta sẽ tiếp tục buổi ôn tập cuối tuần gồm có 3 câu kệ ngôn pháp cú số 93, 94 và 95 thuộc phẩm 7 phẩm A-la-hán A-la-hán-ta quốc á. Dạ cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu âm thanh tốt ạ. Dạ bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cho buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi sokkhato bhagavata dhammo dhammang namassami Supatipanno bhagavato savaka sangho sangkhang namami. Dạ Nam Mô Bụt Thầy. Một lần nữa chúng con xin kính lễ chư tăng và mến chào toàn thể quý vị. Dạ, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cho buổi ôn tập cuối tuần. Và hy vọng rằng ngày hôm nay chúng ta sẽ có buổi ôn tập cuối tuần nhiều lợi ích cũng như là được sự tham gia đông đảo các quý vị, chúng ta cùng nhau để đọc tụng lại những câu kệ ngôn pháp cú mà Đức Phật đã thuyết giảng cũng như là ôn lại kinh sự tóm tắt cái nguyên nhân xảy ra cái câu chuyện dẫn đến một cái thời pháp và một cái câu kệ ngôn đúc kết. Bây giờ các vị đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ bắt đầu cho cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Pháp cú kinh phẩm 7 phẩm A-la-hán A-ra-hành-ta-quát-cá câu số 93. Yassa sawa parikhina ahare cha anisito sunyani mocha vimokho yassa gocharo akase vasukuntanang parang tasa duranayang yasa sawa barikina ahare cha anisito sunyato animito cha vimokho yasa gocharo akase vasukuntanang parang tasa duranayang. Ai lậu hoặc được sạch, ăn uống không tham đắm, tự tại trong hành xứ, không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không, dấu chân thật khó tìm. Ai lậu hoặc đoạn sạch, ăn uống không tham đắm, tự tại trong hành xứ, không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không, dấu chân thật khó tìm. Câu số 94. Yasinriyani samathangatani asayatha saratina suranta
Mahina manasa anasawasa devabitasa pihayanti tadino Yasindriyani samathangatani asayathasa dinasudanta Mahina manasa anasawasa Deva vitasa vihayanti tadino. Ai nhiếp phục các căn như bánh xe điều ngự, mạng trừ lậu hoặc dứt, người chư thiên mến. Ai nhiếp phục các căn như đánh xe điều ngự, mạng trừ lậu hoặc dứt, người bày chư thiên mến. Câu số 95. Bhata visa mo no virochati inda ki lupa mo tadi supato rahado wa apeta dakkadamo sangsara bhavanti tadino Bhata visa mo no virochati inda ki lupa mo tadi supato Rahado wa abeta kadamo sangsarana pavanti tadino. Như đất không hiềm hận, như cột trụ kiên trì, như hồ không bùn nhơ, không luân hồi vị ấy. Như đất không hiềm hận, như cột trụ kiên trì, như hồ không bùn nhơ, không luân hồi vị ấy. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, đó là chúng ta vừa ôn tập một lượt ba cạn ngôn số 93, 94 và 95 bản Việt ngữ của Thượng Thích Minh Châu. Dạ, cảm ơn bác Bát Thà Ná đã hỗ trợ post file. Như chúng ta đang ở đang ôn tập phẩm A-ra-hán, A-ra-hán-ta-quốc-gá là những câu chuyện, là những cái phẩm chất của những vị dứt trừ các phiền não, là những vị lậu tận, những vị không còn luân hồi. Cho nên những cái câu kệ ngôn này kèm với những cái duyên sự tóm tắt liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh những vị thánh tăng A-la-hán đệ tử Phật, thì một lát nữa chúng ta sẽ ôn tập đọc lại những cái câu kệ ngôn này cũng như là những cái duyên sự tóm tắt, qua đó chúng ta sẽ hiểu một phần nào, gợi nhớ lại những cái bài giảng trước đây, và cũng như là những cái tấm gương mà chúng ta có thể nương vào đó để mà cố gắng thực hành theo. Và một điều nữa thưa quý vị, rằng chúng ta khéo dụng tâm tác ý trong cái phần đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp và ơn Đức Tăng, thì đây là những cái cơ hội mà chúng ta càng hiểu rõ thêm ân đức tăng bảo là những vị đệ tử Phật, những vị có những cái phẩm hạnh, những cái đức hạnh cao quý. Và qua những cái câu kệ ngôn và những cái tích truyện duyên sự này, chúng ta lại củng cố thêm niềm tin nơi tam bảo, nhất là trong cái phẩm A-la-hán này, niềm tin nơi đức tăng đệ tử Phật là những vị thánh tăng không còn lậu hoặc. Đó là những cái lợi ích mà chúng ta có thể thành tựu được trong những cái lớp, những cái buổi sinh hoạt Phật Pháp. Và hiện tại chúng ta đang sinh hoạt Phật Pháp với đề tài là những câu kệ ngôn Pháp Cú. Và giờ đây thì xin kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng nhau tham gia để mà trùng tụng lại những cái câu Phật ngôn, và cũng như là tạo một cái thiện nghiệp trong một cái ngày mới, hoặc là đối với cái những vị
kết thúc trong một ngày, chúng ta tạo một cái thiện pháp để làm cái hành trang, chúng ta tích góp từng ngày một, dạ, một cái thiện nghiệp đầu ngày hoặc là cuối ngày. Dạ, bây giờ thì xin kính mời quý vị chúng ta bắt đầu cho cái buổi ôn tập cuối tuần này. Dạ, xin kính mời vị đầu tiên ạ. Dạ, mời cô Rạng Đông. Mời cô Rạng Đông cầm mic. Sa thú Ca Lăng Thai, con thành kính tri ân Đại Đức Tịnh Đà. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức trong Đạo Tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đà, Đại Đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con xin con kính chào Đạo Tràng. Con xin ôn câu số 93. Giá xa sao và rikina ahare cha anesito sunya to animito vimokho yasa go charo akase wasa kuntan nang padang tat sadurana yang yasa sawa parikina ahare cha anisito sunyato animitto cha vimokho yassa go charo akase wasa kuntanang padang tassa duranna yang. Ai lậu hoặc đoạn sạch, ăn uống không tham đắm, tự tại trong hành xứ, không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không, dấu chân thật khó tìm. Ai lậu hoặc đoạn sạch, ăn uống không tham đắm, tự tại trong hành xứ, không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không, dấu chân thật khó tìm. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sau đây con xin kính đọc duyên sự tóm tắt. Tại Vê Lú Vá Ná, Trúc Lâm, trong khi Đức Phật và Chư Tăng đang cùng nhau Mai Y Cà Sa, chư thiện tính thân thuộc với Đại Đức Á Nú Rú Đá đem vật thực đến dân cúng dồi dào đến dư thừa, nên có vài vị tỳ khu bàn tán rằng Đại Đức Á Nú Rú Thá đã dặn dò các thí chủ làm như vậy để tỏ ra mình có nhiều uy tín. Đức Phật lưu ý rằng chính tâm trong sạch bố thí của thiện tính tự nhiên phát sanh, chứ không phải do Đại Đức Anuruddha yêu cầu. Và Đức Phật thêm rằng, người không ô nhiễm, không mất thì giờ để nói chuyện về tứ vật dụng. Một vị không bám víu vào vật thực, ta không thể biết vị ấy đi theo lối nào sau khi mạng chung. Ví như những con chim đang bay trên hư không, không để lại dấu vết của đôi chân hay dấu vết của đôi cánh. Dạ thưa chấm dứt. Kính cảm ơn huynh Báo Phá Tha Ná Đà Bốt Bài. Kính mời cô Cẩm Vân. Dạ sa thú, sa thú. Kính cảm ơn Sức Trần Đông. Nam mô Bụt Tha Giả, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Sang Kha Giả. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đắc Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 94. Giác xin rí gia ní Sá ma thăng gá ta ní Ác xà giá thà Xà rá thí nà Sú đàn tà Phá hi năng Phá hi ná ma nắp xá Á na xá quát xá Đê hoa pí tát xá Pí há dành tí tà đi nô
Yat xin rí già ní xá má thằng gá tà ní ác xà giá thà xà rá thí nà xú đàn tà phá hì ná mà nát xá a nà xá quát xá đề hòa pí tát xá pí há dành tí tà đi nô ai nhiếp phục các căn như đánh xe điều ngự mạng trừ lậu hoặc dứt người vậy chư mến bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Ai nhiếp phục các căn như đánh xe điều ngự mạng trừ lậu hoặc dứt người vậy chư thiên mến bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Trong một dịp hội chúng thính pháp tại Phút Ba Ra Má Đông Phương Tự, Đức Trời Sắc Cá Đế Thích cung kính đảnh lễ và cúng dường hương hoa đến Đức Phật và Ngài Má Ha Cát Cha Giá Na, một vị trưởng lão cao đồ trong hàng tăng chúng. Với sự nhiệt thành của chư thiên như vậy, vài thầy tỳ kheo tỳ khưu cho rằng Đức Trời Sắc Cá Thiên Vị vì Ngài hoài Đức Phật chỉ có mong chờ để gặp Ngài Ma Ha Cát Cha Giá Na. Nghe lời bàn luận của chư tăng, Đức Bổn Sư bày các thầy rằng chư vị lậu tận A-la-hán như Ma Ha Cát Cha Giá Na đã chế ngự lục căn, không còn ngã mạn nên được cả trời lẫn người thương tưởng kính mộ và mong được diện kiến đảnh lễ cúng dường. Và cảm nhân đã đọc bài xong, và kính mời Sĩ Quang Thanh nha. Con cô Cẩm Vân là con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ơn Đức Pháp và ơn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Đại Đức, và con kính lễ quý sư hiện diện trong tràng, con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, và con kính chào đạo tràng. Ơn chú Quát Thà Ná đã bắt bài, con xin học bà. Con xin gọi bà câu pháp cú 95. Ba tha quy sa mô nô quy rốt cha ti y đa khi lù ba mô ta đi su ba tô ya ha đô ba a bê tát cát đa mô sang ta ra na va quan ti ta nô ba tha quy sa mô nô rốt cha ti in đa khi lu ba mô ta di su ba tô ra ha đô ra bê tát cát đa mô sang sa ra na va quan ti ta di nô. Như đất không hiểm hận, như cột trụ yên, như hồ không bùn nhơ, không luân hồi vị ấy. Đấy là của bạn Dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ngày kia Ngài Sa-ri-bút-tá Xá-lợi-phất vô tình mặc y chạm nhầm vành tai của một tăng sĩ vốn đã có lòng ganh tị với Ngài. Vị này đem câu chuyện bạch lại với Đức Phật, cho rằng mình bị đánh. Khi được đến hỏi, Ngài Sa-ri-bút-tá không tự bào chữa mà chỉ mô tả lại đời sống khiêm tốn của mình từ lúc xuất gia đến nay. Trước sự có mặt tất cả của Đức, có mặt tất cả Đức Phật và chư tăng với vị tỳ khưu cáo gian kia, Ngài ví tâm mình cũng bình thản như mặt đất đối với mọi sự thị phi. Tỳ khưu nghe xong lấy làm ăn năn hối hận, xin sám hối, và Ngài Sa-ri-bút-tá cũng xin sám hối trở lại nếu Ngài có làm điều chi lỗi lầm
phạm đến thầy. Nhân đó Đức Phật ca ngợi trưởng lão Sariputta bậc A-la-hán an tịnh và trong sáng như hồ nước không bùn nhơ. Dạ, con đã đọc và đọc xong phần duyên sự. Con cảm ơn chú Quát Thà Ná đã bót bài. Dạ, con xin kính mời vị kiến. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá Thâm Ma Giá Sân Khai Giá. Con kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư Vân Đức Tăng, kính lễ với bà với cô tu nữ, kính chào với anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc câu Pháp Cú kinh số 93. Yassa Quá Bá Hít Khi Na A Hà Về Chá Á Vi Sĩ Tô Xuân Nhá Tô Á Vi Mí Tô Chá Vi Múc Khô Giá Sá Vô Chá Rô A Cà Sê Quá Sá Cùn Tà Năng Ba Đăng Tá Sá Đu Đu Răng Ná Văn Ai Lậu Hoặc Đoạn Sạch Ăn Uống Không Tham Đắm Tự Tại Trong Hành Xứ Không Vô Tướng Giải Thoát Như Chim Giữa Hư Không Dấu Chân Thật Khó Tìm Tại Veluvana Trúc Lâm Trong khi Đức Phật và Chư Tăng đang cùng nhau Mai Y Cà Sa Chư Thiện Tính thân thuộc với Đại Đức Á Nú Thá đem vật thực đến dân cúng dồi dào đến dư thừa nên có vài vị tỳ khu bàn tán rằng Đại Đức Á Nú Hút Thá đã dặn dò các thí chủ làm như vậy để tỏ ra mình có nhiều uy tín. Đức Phật lưu ý rằng chính tâm trong sạch bố thí của thiện tính tự nhiên phát sanh chứ không phải do Đại Đức Á Nú Hút Thá yêu cầu. Và Đức Phật thêm rằng người không ô nhiễm không mất thì giờ để nói chuyện về tứ vật dụng. Một vị không bám víu vào vật thực, ta không thể biết vị ấy đi theo lối nào sau khi mạng chung. Ví như những con chim đang bay trên hư không, không để lại dấu vết của đôi chân hay dấu vết của đôi cánh. Dạ, cảm ơn Huynh Quát Thà Ná đã bắt bài ạ. Dạ, xin gửi mít lại cho đầu tràng ạ. Nam mô Bức Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức con kính lễ với bà với cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ tại viên. Con kính chào quý đạo hữu và con kính chào chú Quát Thà Ná và Cẩm Vân Xích Nhật Quỳnh Xích Tì Na Cô Đàng Đông. Và con kính tri ân chú Quát Thà Ná đã bắt bài. Con xin phép đọc. Giá xà xá quà bà rít khi nà à hà rê chá á ní xí tô xù nhá tô á ní mí tô chá quý móc khô giá xá cô chá rô A ca se qua sắc cun ta năng ba đăng ta sa du ran na yang. Ai đầu hoạt đoạn sạch ăn uống không tham đắm tự tại trong hành xứ không vô tướng giải thoát như chim giữa hư không dấu chân thật khó tìm của hòa thượng Thích Minh Châu tại quê rú quá ná trúc lâm trong khi Đức Phật và chư tăng đang cùng nhau mai y cà sa. Chư thiện tính thân thuộc với đại đức Á Nú Rút Thá đem vật thực đến dân cúng. Dồi dào đến dư thừa nên có vài vị tỳ khưu bàn tán rằng
Đại đức Anuruddha đã dặn dò các thí chủ làm như vậy để tỏ ra mình có nhiều uy tín. Đức Phật lưu ý rằng chính tâm trong sạch bố thí của tiền thính, thiện tính tự nhiên phát sanh chứ không phải do đại đức Anuruddha yêu cầu. Và Đức Phật thêm rằng người không ô nhiễm, không mất thì giờ để nói chuyện về tứ vật dụng. Một vị không bám víu vào vật thực, ta không thể biết vị ấy đi theo lối nào. Sau khi mạng chung, ví như những con chim đang bay trên hư không, không để lại dấu vết của đôi chân hay dấu vết của đôi cánh. Sa thú, sa thú. Dạ, con kính tri ân đạo tràng, con kính tri ân chú Quát Tha Na. Dạ. À, mến mời Sittina. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 95. Pathavi samono viruchati indakhi lupamuta disupato rahato wa atakadamo sangsara nafavantita dino. Pathavi samono viruchati indakhi lupamuta disupato rahato wa atakadamo Mô sang sa la na pha quan thi ta đi nô. Như đất không hiềm hận, như cục trụ kiên trì, như hồ không bùng nhơ, không luân hồi vị ấy của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ngày kia, Ngài Sariputta Xá Lợi Phất vô tình mặc y chạm nhầm vành tai của một vị tăng sĩ vốn đã có lòng ganh tị với Ngài. Vị này đem câu chuyện bạch lại với Đức Phật, cho rằng mình bị đánh. Khi được đến hỏi, Ngài Sariputta không tự bào chữa, mà chỉ mô tả lại đời sống khiêm tốn của mình từ lúc xuất gia đến nay. Trước sự có mặt của tất cả Đức Phật và chư tăng cùng với vị tỳ khu cảo gian kia, Ngài ví tâm mình cũng như bình thản như mặt đất đối với mọi sự thị phi. Thầy tỳ khu nghe xong lấy làm ăn năn hối hận, xin sám hối, và Ngài Sariputta cũng xin sám hối trở lại. Nếu Ngài có làm điều chi lỗi lầm phạm đến thầy, nhân đó Đức Phật ca ngợi trưởng lão Sariputta, bậc A-la-hán an tịnh và trong sáng như hồ nước không bùng nhơ. Dạ thưa con xin hết. Con kính tri ân quý sư và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đạt, kính lễ quý bà quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Và bây giờ tụi em xin đọc kinh pháp cú số 93. Và cảm ơn huynh Quách Thành Á. Yassa sakwa parikhina ahare cha anisito sunyato anibito cha vimokho yassa sago chắc đồ a ca se quá sắc quân ta năng bắt đăng tá sa bắt đăng tá sa đút gần na yang ya sa sa wa ba ri ki na a ha re cha a ni si to sunyato animito cha vimokkho yasago charo akase vasakuntanam
đà ba đăng ta sa du ran dạ na dằng dạ sa qua ba ri thi na a ha ri cha a ni si to sunya to a ni mi to cha vi mau ko ya sa go cha ro a ka se wa sa kun ta nang ba đăng ta sa du ran na yang ai lậu hoặc đoạn sạch ăn uống không tự tại trong hành tứ không vô tướng giải thoát như chim giữa hư không tốt chân thật khó tìm. Hòa thượng Thích Minh Châu. Tại quê lú Quán Á Lâm, khi Đức Phật và đang cùng nhau ai y kịch chư thiền tính thân thuộc với đại đức Anuruddha đem vật thực đến dân cúng dồi dào đến dư thừa, nên có vài vị tỳ kheo bàn tán rằng đại đức Anuruddha đã dặn dò các thí chủ làm như vậy để tỏ ra mình có nhiều uy tín. Đức Phật lưu ý rằng chính tâm trong sạch bố thí của thiện tính tự nhiên phát sanh, chứ không phải do đại đức Anuruddha yêu cầu. Và Đức Phật thêm rằng người không ô nhiễm, không mất thì giờ để nói chuyện về tứ vật dụng, một vị không bám víu vào vật thực, ta không thể biết vị ấy đi theo lối nào. Sau khi mạng chung, ví như những con chim đang bay trên hư không, không để lại dấu vết của đôi chân hay dấu vết của đôi cánh. Dạ hết. Dạ, dạ bây giờ chị thấy tín hiệu của Quách Thanh Á. Dạ kính mời Quỳnh ạ. Sa thu lần thầy cô tu nữ tự duyên. Nam mô Phật-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Kính đại lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Kính đại lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Con xin được kể kinh số 93. Chào cảm ơn sư tăng đông kính chư đại đức tình đạt và kính cảm ơn sư nhiệt thường cho biết nghe rõ. Yassa sava parikhinam ahare cha anisito sunyato animito cha vimokho yassa gocharo akase vasakuntanang padang tassa duranna yang yassa sava parikhinam ahare cha anisito sunyato animito cha vimokho yassa gocharo akase vasakuntanang padang tassa duranna yang. Ai là hoặc đoạn sạch ăn uống không tham đắm tự tại trong hành xứ không vô tướng giải thoát như chim giữa hư không dấu chân thật khó tìm. Tại Veluvana Trúc Lâm, trong khi Đức Phật và chư tăng đang cùng nhau may y cà sa, chư thiện tín thân thuộc với đại đức Anuruddha đem vật thực đến dâng cúng dồi dào để đến dư thừa, nên có vài vị tỳ khưu bàn tán rằng đại đức Anuruddha đã dặn dò các thí chủ làm như vậy để tỏ ra mình có nhiều uy tín. Đức Phật lưu ý rằng chính tâm trong sạch bố thí của thiện tín tự nhiên phát sanh, chứ không phải do đại đức Anuruddha yêu cầu. Và Đức Phật thêm rằng người không ô nhiễm, không mất thì giờ để nói chuyện về tứ vật dụng, một vị không bám víu vào vật thực, ta không thể biết vị ấy đi theo lối nào sau khi mạng chung.
ví như những con chim đang bay trên hư không không để lại dấu vết của đôi chân hay dấu vết của đôi cánh. Dạ, con xin được xuống đích. Dạ, kính mời Xích Nhật Huỳnh nha. À, có Xích Sương Mai nữa, kính mời Xích Sương Mai. Xích Nhật Huỳnh hai vị nha. Dạ, sa thú kính cảm ơn Vinh Vật Thanh Á, Nam Mô Bích Tha Giá. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà nữ, Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Con kính tri ân sư, cảm ơn Sích Rạng Đông. Dạ, Nhật Quỳnh thấy lâu lắm rồi Sích Hương Mai mới vào đạo tràng. Dạ, Sích Hương Mai có thể ông bài không thì cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Nhật Quỳnh xin nhượng mít ạ. Dạ, Sích Hương Mai có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Có thể cầm mít được không ạ? Dạ, vậy là Sương Mai không có trước máy rồi. Dạ, con xin được ôn bài câu 95. Quỳnh Quách Thanh Á cho Nhật Bình bài học ha. Ba tha vi sa mô nô vi rô cha ti in đa khi lù ba mô ta đi sấp ba tờ a ra ha đờ và a bê ta cấp đa mô sam sa ra na pha hoàn ti ta đi nô. Ba tha vi sa mô nô vi rô cha ti in đa khi lù ba mô ta đi sấp bát tờ arahat đờ quá áp bề tắc cấp đa mờ sam sa ra đa pháp quan tị ta đi nô. Như đất không hiện hận, như cục trụ kiên trì, như hồ không bùng nhơ, không luân hồi vị ấy. Đất không hiện hận, như cột trụ kiên trì, như hồ không bùng nhơ, không luân hồi vị ấy. Dạ, đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ, con xin được kể. Bà tha vi sa mô nô vi rút cha ti ấn đa khi lu ba mô ta đi su ba tô ra ha đô wa a bà ta cấp đa mô sam sa ra na pha quan ti ta đi nô. Bà tha vi sa mô nô vi rút cha ti ấn đa khi lu ba mô ta đi su ba tô ra ha đô áp đô ra ha đô qua a bệ tát gặp đa mô sẵn xa ra na pha quan ti ta đi nô. Dạ, con xin đọc phần chuyên sự. Cảm ơn Rạng Đông. Ngày kia, Ngài Sariputta Xá Lợi Phất vô tình mặc y chạm nhầm vành tay của một vị tăng sĩ vốn đã có lòng ganh tị với Ngài. Vị này đem câu chuyện bạch lại với Đức Phật, cho rằng mình bị đánh. Khi được đánh hỏi, Ngài Sariputta không tự hào, không tự bào chữa mà chỉ mô tả lại đời sống khiêm tốn của mình từ lúc xuất gia đến nay. Trước sự có mặt tất cả Đức Phật và chư tăng cùng với vị tỳ khưu cáo gian kia, Ngài ví tâm mình cũng bình thản như mặt đất đối với mọi thị phi. Thầy tỳ khưu nghe xong lấy làm ăn năn hối hận, xin sám hối, và Ngài Sariputta cũng xin sám hối trở lại. Nếu Ngài có làm điều chi lỗi lầm phạm đến Thầy, nhân đó Đức Phật ca ngợi trưởng lão Sariputta, bậc A-la-hán.
an tịnh và trong sáng như hồ nước trong bùn nhơ. Nam mô Bụt Thà Giá là lý do con chọn câu Pháp Cú Kinh số 95. Con chưa nghĩ tới ngày Xá Lợi Phất đã tu tập như vậy, con rất là hoan hỷ với cái hạnh tu tập của Ngài, và con nguyện rằng con sẽ học theo Ngài khi con gặp những điều trở ngại. Dạ, Nam mô Bụt Thà Giá, con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức Nhật Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, con không còn thấy bàn tay bị nào. Dạ, lúc nãy con có công việc nên con không ngồi trước máy được, nên con không biết là quý vị đã ôn bài hết chưa, nên con không thấy bàn tay của vị nào nữa. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để kết thúc cũng như điều họp chương trình học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, con kính nhân Minh Linh Sư. Dạ, sa thú lành thay. À, Tịnh Đạt có nhận thấy nickname Ai Kim có tương tác ở trên nhóm mà chưa thấy ôn bài. Các vị nào còn thể để còn mình chúng xin nghe diễn đàn, chúng ta còn thời gian đó. Quý vị nào có muốn tranh thủ mà ôn bài kinh Pháp Cú ngày hôm nay hay không? Xin mời Ai Kim nhé. Sư cũng không biết quý vị này là ai. À, chưa biết đọc Bali. Vậy sư mời đọc phần dịch nghĩa tiếng Việt và phần tóm tắt nha. Nè, mình gieo duyên từ từ. Dạ, sư xin mời. Xin mời Ai Kim nha. Mời Ai Kim cầm mic nha. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, sư đã mời mà Ai Kim không có nhúc nhích. Sư, xin sư cho con không đọc được không à? Ở đây cũng ồn. Dạ, sư hoan hỷ có khi cái hoàn cảnh của Ai Kim là không có thể cầm mít được. Có khi đang ở chỗ nào hoặc ở chỗ nào đó bà sư ồn nên là không cầm mít được. Sư hoan hỷ á, con cũng có mời mấy lần rồi. Dạ, bây giờ thì con kính nhân mít đến sư ạ. À, dạ, một lần nữa xin được sa thú lành thai với tất cả quý vị đã tham gia diễn đàn Pháp Cú Kinh ngày hôm nay, và xin được cảm ơn đến tất cả quý vị đã tham gia ôn bài. Hôm nay chúng ta ôn bài câu 93, 94 và 95. Thực sự ra trong cái bài ngày hôm nay đó, đối với ba vị trưởng lão, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Anuruddha và Ngài Mahakacchayana, đối với ba vị này thường khi chúng ta sẽ nghe nói nhiều nhất là Ngài Sariputta, Ngài Xá Lợi Phất, một vị coi như là đệ tử đầu đàn đắc lực của Đức Phật, để mà hướng dẫn tăng tục tu học
Thế nhưng chúng ta thấy rằng qua cái câu kệ ngôn này cũng như là qua cái duyên sự này, chúng ta thấy rằng Ngài Xá Lợi Phất cũng tuy rằng Ngài là một cái vị thánh tăng với một cái hạnh rất là từ bi, nhã nhặn, nhưng mà Ngài cũng không có tránh khỏi những cái hiềm khích, những cái đố kỵ, và dẫn đến cái cớ sự là một cái vị đã cáo gian về cái việc vô tình. Tuy nhiên thì đối với một cái vị vô lậu như Ngài Xá Lợi Phất thì Ngài cư xử một cách rất là từ tốn. Ngài sẵn sàng để mà sám hối cái lỗi vô tình đó của mình. Và chúng ta thấy rằng Ngài không có tự bào chữa, cho rằng mình là đệ tử lớn, người quan trọng, hay là mình là người có cái quyền gì ở trong giáo hội, ở trong Phật Pháp. Ngài chỉ nêu ra, ở đây thì phần tóm tắt thì chúng ta chỉ đọc là Ngài ví như là mặt đất, ai có, bởi vì mặt đất không có phản ứng gì hết đối với cái việc mà người ta có quăng lên trên mặt đất đồ dơ, đồ bỏ, đồ hôi thối. Không vì thế mà mặt đất có một cái sự phản ứng. Thì tâm của Ngài cũng ví là mặt đất đối với cái sự thị phi, khen chê, tán ngọn gió đời. Ngài cũng không có vì vậy mà Ngài có cái sự phản ứng. Và tiếp đó Ngài còn ví như là cái thân mạng này, nó không có cái gì đáng phải tự hào, đáng phải để bảo vệ, để mà tranh chấp. Ngài ví cái thân mạng này cũng giống như là một cái thân xác chết, một cái người thủ đầu la, vân vân. Và chân thành đó thì cái vị tỳ khu cáo gian đó mới tỏ ra ăn năn hối hận và xin được sám hối. Ở đây chúng ta qua cái câu chuyện này đó, chúng ta nhìn nhận một vấn đề, đó là bởi vì một số Phật tử cũng như là những người đi tìm hiểu về Phật Pháp đến với Phật Pháp bằng cái hình tượng đẹp, bằng một cái tưởng tượng về một vị Phật toàn năng, những vị thánh tăng toàn năng. Cho nên chúng ta sẽ hình dung là những cái vị đó có một cái gì đó mà người thường, nó khác người thường, nó không giống người thường. Nhưng mà qua câu chuyện này chúng ta nhìn thấy cái việc mà khác người thường chỉ là khác từ cái nội tâm, khác từ cái việc đó là cách cư xử không có phiền não, cái cách ứng xử nói chuyện không có bị sân hận. Chứ các ngài vẫn như là những cái người bình thường khác. Chúng ta đọc trong kinh có những cái trường hợp một cái vị tỳ khưu đi đến xuất gia, tự mình xuất gia, tự mình đắp y và đi đến để mà diện kiến Đức Phật, mà trên cái đường đi gặp Đức Phật mà cái vị đó không biết. Gặp Đức Phật mà ngủ chung Đức Phật ở trong một cái chú xứ, ở trong một cái lò gốm, mà cũng không biết Đức Phật là ai. Cho đến khi Đức Phật Ngài thuyết pháp một cái thời pháp thâm sâu thì cái vị này mới chợt nhận ra chỉ có là Đức Bổn Sư mới có những cái lời dạy thâm sâu và cặn kẽ như thế. Từ đó mà chúng ta nhìn thấy rằng ngay Đức Phật và Chư Tăng, các ngài khác với những người chúng sanh bình thường, đó là cái việc các ngài cư xử, các ngài
xử lý tình huống với một cái tâm thuần, trong sạch, không bùng nhơ, chứ không phải như là những chúng sanh còn phiền não. Thì như Tịnh Đạt có trình bày từ ban đầu, thì qua cái phẩm A-la-hán này, cũng như là chúng ta học nhiều câu pháp cú liên quan đến những cái vị thánh tăng, thì chúng ta lại thêm một lần nữa củng cố về cái niềm tin nơi Tăng Bảo. Bởi vì chúng ta quy y Tam Bảo Phật Pháp Tăng, đối tượng là Đức Phật, đối tượng là giáo pháp, chúng ta có một cái niềm tin rất là kiên cố. Nhưng đối với tăng chúng, bởi vì trong tăng chúng có phàm tăng và thánh tăng, chúng ta hiện tại bây giờ thì quá là hiếm cơ hội, phải nhớ là không có cơ hội để mà chiêm bái các cái vị thánh tăng, cho nên chúng ta chỉ có được cái cơ hội đó là đảnh lễ cúng dường những cái bậc chân tu, hay là nói cách khác là những cái vị sư xuất gia. Và chính vì các vị xuất gia là người đang thực hành, đang trên con đường phấn đấu để trong sạch cái nội tâm, trong sạch cái thân khẩu ý, cho nên không tránh khỏi nhiều cái sơ xuất. Và đối với những người mà không tìm hiểu kỹ rõ đó, thì đánh giá trên những cái sơ xuất của những vị xuất gia, và từ đó lại mất cái niềm tin. Thì ở đây chúng ta học pháp cú, chúng ta đọc duyên sự liên quan đến những ngài, những vị thánh tăng. Chúng ta hãy lưu ý rằng đây là những cái ân đức, đây là những cái đức hạnh, đây là những cái vị mà chúng ta cần đặt cái niềm tin. Bởi vì khi mà đặt niềm tin nơi những vị đã đoạn tận những cái phiền não lậu hoặc đó, thì cái niềm tin của chúng ta không có bị mai một. Chúng ta càng nghĩ, càng suy tưởng, càng nhớ đến thì cái niềm tin càng tăng trưởng. Và cái niềm tin nơi Tam Bảo tăng trưởng đó, thì thưa quý vị rằng chúng ta không có lo sợ gì hết, kể cả mà chúng ta còn khỏe, chúng ta bị bệnh, hay là ngay cả những cái lúc mà chúng ta một mình, ở một mình. Một mình ở đây cũng có thể là chúng ta sống một mình, và một mình ở đây cũng có thể là lúc mà chúng ta đang trên giường bệnh, đang trên cái thời gian hấp hối, chúng ta vẫn là một mình. Và lúc đó thì chỉ có niềm tin Tam Bảo là nơi mà chúng ta có thể nương tựa. Thì đó là một số cái lưu ý khi mà chúng ta ôn tập, đọc lại những cái câu kệ ngôn, cũng như là những cái sự tóm tắt. Kính thưa quý vị, thì hôm nay chúng ta sẽ kết thúc cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay với ba câu kệ ngôn 93, 94 và 95. Và tiếp tục tuần Chủ nhật tuần sau, chúng ta sẽ tiếp tục với câu kệ ngôn số 96, 97 và 98. Tuần sau thì chúng ta phần tháng chúng ta còn 4 câu kệ ngôn. Như vậy thì để cho dễ tiện bề, chúng ta dễ sắp xếp trong cái phần ôn tập đó, thì chúng ta sẽ học ôn tập thêm một câu nữa là câu số 99, thì chúng ta sẽ kết thúc cái phần phẩm A-la-hán. Như vậy đúc kết lại thì tuần sau chúng ta sẽ ôn tập 4 câu kệ ngôn số 96, 97, 98 và 99. Câu số 96 thì liên quan đến một cái vị trưởng lão ở Kosambi. 97 thì tiếp tục chúng ta lại gặp lại câu chuyện liên quan đến ngài Xá Lợi Phất. Câu số 98 thì liên quan đến một cái vị trưởng lão tên là Khadira Vaniya Revata, người tên là Revata rừng keo. Và câu số 99, con số rất là đẹp ha, liên quan đến
một cái tình huống một cái người nữ ở trong rừng trên trong cái phần chú giải gọi là phụ nữ ghẹo thiền sư, một cái tiêu đề phụ nữ, một cô phụ nữ, một cô thiếu nữ ghẹo thiền sư, là câu số 99. Thì tuần sau chúng ta sẽ ôn tập nhiều hơn, mỗi khi một câu, mỗi tích một tích truyện để kết thúc cho cái phần phẩm A La Hán. Và đó là cái buổi, tất cả buổi sinh hoạt của chúng ta có ngày hôm nay. Một lần nữa xin tri ân chư tăng và tất cả quý vị đã tham gia diễn đàn Pháp Cú Kinh và cùng nhau ôn tập những câu Phật ngôn. Và một lần nữa xin được kính chúc sức khỏe chư tăng và toàn thể quý vị. Chúc tất cả quý vị luôn luôn được sự an vui tấn hóa. Nam mô Bụt Thầy nhé. Dạ, kính mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn ạ. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã hướng dẫn chúng con ôn tập cuối tuần ngày hôm nay. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng bích đến sư. Dạ, chúng con kính thỉnh Thượng Tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng bích đến sư. Ông Phật tử sắp bằng mang ra lăng rắc khăn tử sắp bài đề con tăng sắp bà bùa đà nữ phá vệ nà sà đà sà thị phong văn trụ tê. Bà quả tử sắp bằng mang ra lăng rắc khăn tử sắp bài đề con tăng sắp bình hạm mà nữ phá vệ nà sà đà sà thị phong văn trụ tê. Bà quả tử sắp bằng mang ra lăng rắc khăn tử sắp bài đề con tăng sắp bằng sông khá nữ phá vệ nà sà đà sà thị phong văn trụ tê. Tất cả vân vân có đến người, cầu xin chư thiên hậu trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo Pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành.